tất cả các bạn. Hôm nay mình làm ốc hấp sả nha các bạn. Ốc này là ốc bu, mình mua về rồi mình ngâm cho sạch rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nước để mình hấp nha các bạn. Rồi mình cho miếng giấm, rồi với sả với ớt mình băm rồi nè các bạn. Cái này mình có thơm thì mình cho thơm, bây giờ mình không có thơm mình cho thêm miếng chanh nữa nha các bạn, tại mình cũng cho thêm miếng chanh cho nó ngon, còn có thơm thì nó càng ngon hơn nữa nha các bạn. Rồi mình cho đường vô, mình cho muỗng rưỡi đường với một nửa muỗng bột ngọt nha các bạn, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Với một muỗng cà phê muối. Rồi mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình cho lên chảo mình xin hấp nha các bạn. Rồi cái xôi mình cũng cho miếng dầu vô, mình bắt bếp lên. Dầu nóng thì cho mình cho miếng tỏi vào, dầu nóng mình cho tỏi, mình phi cho nó vừa thơm là được rồi nha các bạn. Mình vừa thơm rồi mình cho sả ớt vào. Rồi tỏi về là được, mình cho sả ớt. Ớt nó sôi lên, giờ mình cho ốc vô luôn nha các bạn. Ốc này mình khỏi cần đổ nước nha bạn, mình hấp lát là ra nước rồi. Bây giờ mình đậy nắp lại mình hấp. Rồi bây giờ mình mở ra mình cho một nắm lá tí tô vô nha các bạn. Mình đập đậy nắp lại mình hấp một 10 phút nữa là ốc nó chín. Rồi mình có cho vài lát cà chua vô nữa nha các bạn. Rồi món ốc bu của mình, hấp sả của mình vậy là nó được rồi nha các bạn. Cái ốc này mình ăn cái nước được luôn nha các bạn. Mình ướp rồi vậy nè, luộc mình hấp cái nó rút cái nước vô, cái con ốc nó thấm vô con ốc nó rất là ngon. Rồi ốc của mình vậy được rồi, giờ mình tắt bếp mình có thể vậy là mình có thể ăn được rồi. Mình làm thêm chén nước mắm nữa. Rồi món ốc bu hấp sả của mình đã xong rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn. Đây là nước mắm, mình cũng có nước mắm với đường với chanh với ớt nha các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.